Chị Ngọc ơi, hiện tại chị có cảm thấy đau hay khó chịu ở đâu thì mình cứ nói với kỹ thuật viên liền nha chị. Ừ, chị cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái mà. Có khi nằm ở đây chị còn ngủ luôn một giấc ấy. Dạ vâng, thì cũng gần hết liệu trình của mình rồi ấy, thì chị Ngọc có thấy là vùng eo của mình có thay đổi nhiều không chị? Chị thấy thì bây giờ là quần áo của chị mặc thì rộng hơn này. Rồi là vùng eo của chị thì nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Đi lại cũng dễ chịu hơn này. Và ngoài ra thì nhất là cái da của vùng eo ấy thì nó săn chắc này, cũng như đàn hồi hơn rất là nhiều. Wow, vậy thì chị đã đo cái số đo vùng eo của mình để biết là vùng eo của mình thay đổi bao nhiêu cm chưa chị? Hôm nay chị đi tái khám ấy, thì bác sĩ cũng có chia sẻ, có đo cho chị. Và vâng, có chia sẻ là cái vòng eo của chị được giảm được khoảng 7cm rồi. Thì bác sĩ cũng nói là sau cái liệu trình ngày hôm nay thì cũng giảm được khoảng 3-5cm nữa. Dạ vâng, thì đúng rồi đó chị ạ. Thì với cái công nghệ giảm béo Kuntech Defy của bên em thì sẽ sử dụng là công nghệ cấp đông hủy mỡ. Thì với những cái đầu hút thì sẽ hút lượng mỡ thừa của chị lên và cấp làm đông lạnh ở nhiệt độ -5 đến -10°C. Và ở đây thì sẽ có tấm cool gel có thể giữ nhiệt ở mức nhiệt -50°C để bảo vệ an toàn cho chị trong suốt quá trình điều trị. Và sau cái quá trình điều trị 60 phút thì cái lượng mỡ thừa của mình sẽ được đào thải qua đường bài tiết chị ạ. Và đặc biệt hơn nữa là với công nghệ Kuntech Defy này thì sau khi mình điều trị xong ấy thì mình sẽ không cần phải nghỉ dưỡng hay là kiêng khem gì ạ. Ờ đúng rồi em ạ. Hôm trước chị đi về thì chị đi vệ sinh thì chị cũng có thấy nó ra các cái váng màu đen với cả màu vàng ấy. Dạ vâng đúng rồi chị ạ, đó chính là cái lượng mỡ thừa của mình đào thải ra khi mà mình sau cái quá trình điều trị của mình. Đấy, thì thực sự là khi mà làm cái trị liệu giảm béo ở đây ấy thì chị thấy là cái vòng eo của chị nhỏ đi rất là nhiều và vượt qua cả cái kỳ vọng của chị. Thì bây giờ là chị cảm thấy ngoài cái vòng eo giảm đi thì cơ thể nó cũng cảm thấy cũng khỏe mạnh hơn ấy. Đấy, mà bây giờ là chị có thể, chị tự tin là mặc những cái bộ váy bó hoặc là bikini rồi. Thì qua đây thì Ngọc cũng rất là cảm ơn đội ngũ bác sĩ cũng như là kỹ thuật viên của thẩm mỹ viện cũng đã giúp đỡ Ngọc có thể là có cái vòng eo như ý và tự tin lấy lại cái vóc dáng của mình. Vâng, thì em cũng xin rất là chúc mừng chị Ngọc. Bây giờ em nhìn eo chị Ngọc em cũng mê lắm chị ạ. Từ nay thì em nghĩ là mình có thể tự tin với vóc dáng của mình và tự tin mặc những cái bộ đồ mình yêu thích mà không cần phải sử dụng đến những cái nịt bụng. Chị cảm ơn em rất là nhiều nhá, bây giờ là tự tin lắm rồi ấy. Dạ vâng ạ, thì em cũng xin cảm ơn những chia sẻ của chị Ngọc và em xin phép là sẽ không làm phiền mình nữa để mình tiếp tục cái quá trình điều trị. Cảm ơn em nhá. Dạ vâng, em chào chị.